Rất vui được gặp lại quý khán giả của kênh Xây dựng Từ Tâm. Trong video này, kênh Xây dựng Từ Tâm sẽ chia sẻ cho quý khán giả về cách để chúng ta là sử dụng một máy siêu âm có xuất xứ từ Anh để chúng ta có thể là sử dụng dùng để là siêu âm kiểm tra đường kính cốt thép cũng như là bước cốt thép và chiều dày lớp bê tông bảo vệ trong từng cấu kiện trong ngôi nhà của chúng ta. Và đây chính là cách sử dụng thực tế. Mời quý khán giả cùng theo dõi hết video này. Bốn con số này nó trùng nhau thì là chính xác là nó mình phải dự đoán. Đúng rồi, mình phải dự đoán. Là dù như mình dự đoán một cái thằng này 16, thằng này 18. Hai cái này nó chưa bằng nhau. Thì mình phải nhảy theo nó. Cho bốn số nó bằng nhau thì mới là đúng. Thằng này bằng nè, thằng này với này bằng. Đúng, thằng này là lớp bảo vệ này. Rồi. Lớp bảo vệ từ mặt này cho đến cái lớp cốt thép. Còn cái mức này... cái này là nó sóng để sóng mình biết được đâu? Là cái vị trí cốt thép là nó giả dụ như là đây, giả dụ đang gần cốt thép mình đi ra xa nó giảm sóng đi. Đó để mình tiến lại gần nó. Đó. Rồi đó. Ok. Thì họ nó vậy đó. Đó, nó đang lên dần, tức là đang gần tới nó. Đang gần tới nó. Đang gần tới nó. Rồi ok, hiểu cách xài. Và đây là thực tế cách để chúng ta là siêu âm kiểm tra đường kính cốt thép cũng như là bước của cốt thép và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho sàn bê tông này. Phương gì chưa đâu. Gió đây chạy qua 200 chứ còn 200. Phương này. Nếu nào sóng nó mạnh thì nó sẽ rú kêu mà thẳng là cây thép ở đó. Nên là sẽ kẽ được cây mặt là thường nào đi. Bao nhiêu là một cây sắt nữa. Đúng không?
16 200. Hai phương. Rồi, giờ đến cái dòng cho bạn đó. Chụp bên kia rồi. Còn đây là thực tế cách để chúng ta là kiểm tra là đường kính cốt thép cũng như là số lượng thép dọc và số lượng cốt thép đai cho dầm bê tông cốt thép này. Cuối cùng là công tác để chúng ta là siêu âm dò kiểm tra là số lượng cốt thép trong một cột bê tông cốt thép như thế này. Rồi, mời quý khán giả cùng theo dõi. Nếu video này hay, mời quý khán giả hãy cho kênh Xây dựng Từ Tâm một lượt đăng ký cũng như là một lượt chia sẻ. Rất cảm ơn quý khán giả đã luôn ủng hộ kênh Xây dựng Từ Tâm trong thời gian qua. Và mời quý khán giả hãy kéo xuống link mô tả để nhấp vào cái link bên dưới, đó chính là kênh mới của kênh Xây dựng Từ Tâm. Xin quý khán giả hãy ủng hộ kênh mới này và cho kênh mới của kênh Xây dựng Từ Tâm một lượt đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả.